Có tin không, nhà đầu tư có 1 tỷ đã có thể sở hữu bất động sản ở tại Cam Lâm, đối diện với đại đô thị của tập đoàn Vingroup chuẩn bị triển khai. Vâng, xin chào tất cả các anh chị quý nhà đầu tư. Và hiện tại thì Mỹ Luân đang đứng tại một cái khu vực trên đoạn đường Đinh Tiên Hoàng của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Và như các anh chị đã biết thì thời gian này hiện tại ở tỉnh Khánh Hòa nói chung và huyện Cam Lâm nói riêng đang đón rất là nhiều các cái thông tin về thị trường, các nhà đầu tư vào rất là nhiều. Riêng về Cam Lâm thì tập đoàn Vingroup sẽ vào Cam Lâm để đầu tư. Và với những cái thông tin đó thì tại thị trường bất động sản ở Cam Lâm cũng đã thu hút rất là nhiều các nhà đầu tư về đây để tìm hiểu cũng như đầu tư. Và hiện tại thì Luân đang đứng trên một cái vị trí, đó là đường Đinh Tiên Hoàng nối dài giai đoạn 2 ở tại xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Và khu vực mà Luân muốn giới thiệu đến tất cả các anh chị quý nhà đầu tư đó là những cái thửa đất trong cái khuôn viên này. Riêng ngày hôm qua thì tại công ty New City của Luân đã nhận rất là nhiều cọc từ các nhà đầu tư. Từ buổi sáng cho tới là 12 giờ đêm, các khách hàng vẫn chuyển cọc. Và thửa đất mà Luân muốn giới thiệu đến tất cả các anh chị thì ở đây Luân có, hiện tại là đang có hai thửa gốc. Một thửa này đó là diện tích của thửa này đó là 95,8 m² ngang năm và sâu, chiều sâu ở phía sau là nở hậu là 5,15. Một lô đất rất là đẹp và nhìn thẳng về hướng nam. Và nói chung về cái khu vực quy hoạch ở cái khu vực này tiềm năng ra sao thì thứ nhất đó là nó nằm trên cái trục đường Đinh Tiên Hoàng nối dài. Và Đinh Tiên Hoàng nối dài thì sẽ mở rộng quy hoạch là 40 m. Điểm thứ hai đó là ở khu vực này sẽ nằm đối diện với bến xe của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, là bên kia của đường Đinh Tiên Hoàng ạ. Thì các anh chị biết là thời điểm hiện tại tại ở Cam Lâm thì đường cao tốc Bắc Nam đã triển khai làm và đang trong quá trình là hoàn thiện. Thì theo dự kiến là đến năm 2023 là sẽ đưa vào hoạt động. Và khi mà đưa vào hoạt động là tất cả những cái tuyến xe từ các cái tỉnh thành họ di chuyển về tại Cam Lâm để họ có thể là nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, thì họ sẽ di chuyển từ tuyến cao tốc Bắc Nam xuống đến Bãi Dài. Thì khu vực đường Đinh Tiên Hoàng là một cái tuyến đường huyết mạch, và đặc biệt là khu vực này là gần bến xe, thì bến xe thì sẽ phục vụ cho cái việc là lưu trú rất là nhiều ạ. Điểm thứ ba nữa là một cái điểm mà sẽ giúp cho bất động sản ở khu vực này tăng giá đột biến trong thời gian tới, đó là cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2030 tại huyện Cam Lâm đã được phê duyệt. Và đặc biệt là cái khu vực này sẽ nằm đối diện với cái kênh mà tập đoàn Vingroup họ đang áp những cái quy hoạch ở tại Vin vào. Thì theo Luân đang tìm hiểu và soi vào những cái vị trí mà Vin họ có thể là quy hoạch, thì cái khu vực này nằm trong cái địa giới an toàn. Từ khu vực này trở về Cam Đức sẽ là một cái khu vực vùng trung tâm, vùng lõi của huyện Cam Lâm, và nó sẽ chỉnh trang. Còn đối diện bên kia sẽ là kênh nước mà Vingroup họ sẽ làm một thông kênh từ biển để lấy nước biển dẫn vào, thì sẽ nằm đối diện ở cái kênh ở phía sau kia. Và ở bên kia sẽ là một đại đô thị của tập đoàn Vingroup. Thì đó là một số những cái thông tin cơ bản Luân muốn gửi đến tất cả các anh chị quý nhà đầu tư. Chúng ta có thể là tìm hiểu, tham khảo để chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định về đầu tư. Và đối với bản thân Luân, khi mà làm tại thị trường Nha Trang, Cam Lâm hoặc là toàn tỉnh Khánh Hòa thì luôn có một tâm thế, đó là muốn mang đến cho tất cả khách hàng của mình những sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất. Và đặc biệt là khi luôn nhận những cái sản phẩm nào thì đối với luôn là luôn đều soi những cái quy hoạch để đảm bảo an toàn nhất cho khách hàng của mình. Bây giờ luôn muốn gửi đến tất cả các anh chị
và mời tất cả các anh chị hãy tham quan hết cái khu vực này, bởi vì hiện tại thì ở trong khu vực này họ cũng đã xây dựng các nhà, thì họ cũng đã xây dựng ở ngoài kia, thì họ đã đặt cái nhà ở ngoài kia để họ có thể dịch chuyển vào trong. Và cái đường Đinh Tiên Hoàng thì sẽ là mở rộng 40 m, thì mời các anh chị hãy tham quan khu vực này nhé. Vâng, và đó là một số các thông tin mà luôn muốn gửi đến tất cả các anh chị quý nhà đầu tư. Và nếu như các anh chị đang quan tâm đến việc đầu tư bất động sản ở tại thị trường Cam Lâm, cũng Cam Lâm nói riêng, cũng như là tại thị trường Khánh Hòa nói chung, thì các anh chị đừng quên là hãy like và bấm theo dõi kênh YouTube, kênh Facebook, Zalo của Luôn để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất từ Luôn. Luôn cảm ơn tất cả các anh chị quý nhà đầu tư đã luôn theo dõi cũng như là ủng hộ Luôn trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video sau của Luôn.